Nào, chúng ta bắt đầu các anh chị. Đầu tiên ở trong cái chương này á, nó sẽ là một cái phần ôn tập. Và cái phần ôn tập này á, thì cái bài giảng của nó là tôi dùng lại trong trường hợp ngay cái bài này, tôi dùng lại cái bài giảng mà đã có ở trong cái môn phân tích thiết kế phần mềm, mà tiền thần nó phía trước á là cái môn xây dựng phần mềm đối tượng, chỉ riêng cái mục này thôi. Thực sự ra là tôi cũng cân nhắc, là tại vì tôi không biết là lúc các anh chị nghe cái này á, là các anh chị đang ở cái khóa nào và cái thời gian học vào cái thời điểm mà nghe cái phim này là lúc nào. Tại vì ngay cái khớp nối của năm 2010 thì là nó có một cái đợt là tôi điều chỉnh lại những cái chương trình học, những cái phiên bản của cái MBOK á, ở trong đó thì nó sinh ra một cái việc á, là có những cái phần mà tôi cải tiến ở trong môn trước á, thì ở môn sau á, thì là các chị đã học qua rồi, do đó là không có biết đó. Do đó là ở trong cái riêng cái phần này á, một số cái phần trước á, là tôi đề nghị các anh chị xem lại cái phim offline luôn. Còn riêng cái phần này, tại do cái tính chất quan trọng của nó thì là tôi quyết định là tôi dùng lại cái slide thôi, chứ còn cách giảng của tôi thì nó cũng sẽ có khác. Những anh chị nào mà nếu như mà chúng ta ở cái khóa mà đã có học cái phiên bản cải tiến của cái phân tích thiết kế phần mềm thì phần này có thể hơi dư một chút xíu thôi, nghe lại thì vẫn tốt, coi như ôn tập. Còn đối với những anh chị nào mà trước đây đã học cái môn gọi là xây dựng phần mềm đối tượng thì có lẽ rằng là sẽ phải cần nghe cái phần này. Đó là tôi nói trước ha. Như thế để các anh chị có cái hình dung. Còn cái đoạn sau thì là hoàn toàn là chúng ta sẽ nâng cao lên, có nhắc lại nhưng mà nâng cao lên, tôi soạn ra một cái phần mới. Thì mục tiêu của cái phần này là nhằm ôn tập hệ thống hóa nó theo cái tinh thần chung của cái môn học này á, là các anh chị sẽ thấy rằng là những cái gì mà chúng ta đã học ở đây gần gũi nhất là cái môn phân tích thiết kế phần mềm, xa hơn chút xíu nữa là môn công nghệ phần mềm, hay là có một sự liên đới nhất định là môn công nghệ HTML và ứng dụng, môn công nghệ web. Thì tất cả những cái phần đó đều được ôn tập nhắc nhở lại ở đây. Do đó rằng là cùng một cái bài tập, chút nữa tôi sẽ minh họa một cái bài này, thì bài này cũng khá là cổ điển, rất là lâu rồi. Nhưng mà cái góc nhìn và cái cách giải nó khác, cũng giống như là cũng cùng làm một cái bàn. Nhưng mà khi mà chúng ta đạt một cái ngữ cảnh nào đó rồi, cái bàn chúng ta làm theo kiểu khác, cũng cùng xây một cái nhà. Nhưng mà chúng ta có nhiều cái công thụ, nhiều cái kỹ thuật khác nhau, thì cái nhà chúng ta xây cái chất lượng nó ra khác với cái nhà khi mà chúng ta mới học cách xây nhà. Do đó có nhiều người nói, ồ sao thầy không cho cái bài tập mới hoàn toàn. Có, tôi cũng có một số cái phần mới, nhưng mà tôi vẫn đưa cái phần cũ lại để mà có so sánh đối chiếu. Vấn đề đặt ra ở đây không phải là giải được nữa, mà giải được chất lượng như thế nào. Anh chị lưu ý, đây là cái môn cuối cùng thì nó mang tính chất cái kỹ thuật chúng ta sử dụng nó có khác. Nó mang cái tính chất gọi là cái thực tế của chúng ta nó sẽ cao hơn. Và tất nhiên là tôi không thể làm một cái sự nhảy vọt đột biến, mà cái chương trình của tôi phân bổ qua những cái môn học đó là mỗi môn mà tôi sẽ nâng cao lên một chút thôi, để giúp cho các anh chị có thể rằng là tiếp cận cho nó một cách dễ dàng. Đúng không? Cái phần này thì không có gì hết. Chúng ta cái công nghệ phần mềm mà hướng đối tượng này á, chúng ta xuất phát từ khách hàng. Khách hàng thì họ sẽ đưa ra cái yêu cầu. Yêu cầu là mô tả về cái nghiệp vụ đang thực hiện và mong muốn được phần mềm hỗ trợ. Thì tôi vẫn nhắc lại một lần nữa đó, thêm một lần này không biết lần thứ mấy rồi á, yêu cầu đó là nghiệp vụ, đó là cái công việc của họ. Chỉ có điều ở đây á, chút nữa này qua trong cái bài này thì không có, nhưng mà qua bài sau thì các anh chị thấy cái cách mô tả nghiệp vụ của một cái đề bài nó có khác như thế nào ở phần sau tôi nói. Thì cái phần này sẽ đưa qua phân tích viên. Phân tích viên sẽ cho ra cái hồ sơ phân tích hướng đối tượng. Hồ sơ phân tích hướng đối tượng đó là gì? Là một cái tài liệu mô tả ngắn gọn, chính xác và đầy đủ về cái nghiệp vụ được yêu cầu thông qua cái việc mô tả những cái đối tượng trong thực tế. Thì cũng cùng cái câu này thôi mà tôi đã nói trong cái môn phân tích thiết kế phần mềm, mà cũng cùng cái câu này tôi đã nói, thậm chí nói trong cái môn công nghệ phần mềm hay là không, cái lập trình quản lý thì thường tôi sẽ không nói những cái phần này, không nói cái hồ sơ phân tích. Nhưng mà bây giờ có lẽ là các anh chị phải nhìn nó ở cái góc độ khác. Khi mà chúng ta học tới cái môn này là môn thiết kế phần mềm nâng cao rồi á,
Vì các anh chị phải nhìn thấy rõ những cái đối tượng ở trong cái thực tế một cách rất sớm trước khi chúng ta mô tả nó. Trước khi chúng ta mô tả nó là chúng ta phải xác định ngay những cái loại đối tượng. Thì qua cái bài cụ thể là tôi sẽ nói, chứ còn không phải rằng là chúng ta phải đợi liệt kê đến từng biểu mẫu hay là cái gì nữa đâu các bạn. Rồi qua cái người phụ trách thiết kế, người phụ trách thiết kế á, mới cho ra cái hồ sơ thiết kế đối tượng, chính là cái phần ôn tập chính ở trong cái chương này. Đó là một cái tài liệu mô tả chi tiết những thành phần của phần mềm với ba loại đối tượng: đối tượng thể hiện, đối tượng xử lý, đối tượng lưu trữ. Thì ở đây là một cái góc nhìn về cái phần phân loại phần mềm. Tôi sẽ có một cái phần tôi nhắc đến một cái góc nhìn khác mà ở đầu chương tôi đã có nói rồi, hai cái góc nhìn khác luôn nữa. Cái phân loại những cái đối tượng á, thì là chúng ta có thể phân loại theo cái kiến trúc của phần mềm, là đối tượng thể hiện là giao tiếp với người sử dụng, đối tượng lưu trữ để lưu trữ thông tin trên bộ nhớ phụ và sử dụng lâu dài, và đối tượng xử lý là chính làm cho cái phần mềm hoạt động. Nhưng mà nó còn có những cái góc nhìn khác, còn có những cái góc nhìn khác là ví dụ như chúng ta phân loại cái đối tượng theo hai loại mà các anh chị cũng đã học rồi. Một loại gọi là đối tượng đơn giản, một loại là đối tượng phức hợp, nó chứa bên trong danh sách những cái đối tượng con. Thì cái loại cái, tất cả những cái thể hiện, cái lưu trữ, cái xử lý ở trên cái đó nó đều khác ở trên, nó đều phức tạp hơn, đều phức tạp hơn, đúng không ạ? Rồi một cái góc nhìn khác luôn nữa đó, đó là chúng ta nhìn những cái đối tượng này theo cái bản chất, cái ngữ nghĩa nó, chúng ta sẽ có những cái đối tượng liên quan cho đến là con người. Con người là ví dụ nhân viên, bác sĩ, giáo viên, học sinh, y tá gì đó vân vân. Thì những cái con người á, đối tượng mà con người á, thì là chúng ta phải có một cái đối phó riêng, cách thể hiện như thế nào, cách xử lý như thế nào, cách lưu trữ nó là như thế nào. Hoặc là con người thì thuộc về tổ chức, đúng không ạ? Nó có những cái đơn vị, rồi con người này là chúng ta sẽ có những cái hoạt động, chúng ta sẽ đi nghỉ phép, chúng ta sẽ đi công tác, chúng ta sẽ được cử đi học, vân vân và vân vân. Chúng ta đi học là lấy điểm, ví dụ như học sinh, hoặc là giảng dạy, ví dụ như là giáo viên, vân vân. Nó gọi là nó sinh ra những cái đối tượng hoạt động, hoặc là những cái sự vật, là những cái mặt hàng, không à, những cái sản phẩm mà ở trên đó nó có cái chuyện gọi là có cái tranh chấp ở trên cái chuyện đó, cái mà được sử dụng ở trong tương lai, sử dụng theo thời gian, những cái đối tượng gọi là được sử dụng theo thời gian, ví dụ như những cái phòng, những quyển sách được cho thuê, cho mượn, vân vân. Thì cái góc nhìn đó là trong cái phần về cái phân loại cái những cái đối tượng mà cách xử lý của nó, đó là tôi sẽ nói trong cái mục khác các bạn. Sau khi mà có cái hồ sơ thiết kế đó rồi á, thì là chúng ta sẽ chuyển qua lập trình viên. Lập trình viên sẽ cho ra chương trình nguồn và cái dữ liệu. Thì trong cái cấu trúc của cái môn này á, là mới vào á, là tôi làm cho các anh chị ổn định cái phần này, ổn định cái phần này. Toàn bộ cái phần là cái chương 1 và chương 2 á, là nhằm mục tiêu là chúng ta ổn định cái phần này. Các anh chị thấy tôi ôn là từ đầu là cái phần này nè, làm sao đi từ đây ra đây, hiểu không ạ? Còn trong cái chương này là chúng ta sẽ ôn lại phần này và làm sao đi từ đây qua bên đây. Đó là mục tiêu của cái môn học. Đó sẽ nhắc lại, nó là một cái môn cuối hết trơn, rồi kiểm tra chuyển giao gì đó vân vân. Đấy, ở trên đây là tôi đã nhắc lại một cái tóm tắt hết về cái công nghệ phần mềm, phần đối tượng, những cái gì chúng ta đã học, những cái gì ở trong cái môn học này chúng ta ôn lại, và cái cấu trúc nó liên quan đến nội dung của chương đó là như thế nào. Tôi hy vọng là tôi nhắc tới đâu là các anh chị nhớ tới đó. Hy vọng thôi ha. Mà cuối cùng là chúng ta sẽ chuyển qua khách hàng. Bây giờ chúng ta mới nói tới cái thiết kế phần mềm theo hướng đối tượng. Thì nó sẽ gồm có thiết kế dữ liệu hướng đối tượng. Tại vì trong cái thiết kế phần mềm nó sẽ chia làm 3 phần. Một phần là thiết kế dữ liệu, một phần là thiết kế xử lý, và một phần là thiết kế giao diện, ha mà. Thì trong cái thiết kế dữ liệu hướng đối tượng là từ cái hồ sơ phân tích hướng đối tượng mà liên quan đến yêu cầu lưu trữ, thì cái phần đó chính là cái phần sơ đồ lớp. Phần sơ đồ lớp chúng ta chuyển qua cái người phụ trách thiết kế dữ liệu, thì nó sẽ ra cái hồ sơ thiết kế dữ liệu hướng đối tượng. Đây là một cái tài liệu nó mô tả cái cách thức tổ chức lưu trữ của đối tượng của phần mềm. Thì khi các anh chị học tới đây rồi á, thì các anh chị sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái rộng đường hơn rất là nhiều rồi, phải không ạ? Chúng ta có thể lưu trữ nó bằng tập tin,
chúng ta có thể lưu trữ tập XML cũng là một dạng tập binh đặc biệt, hay là chúng ta lưu trữ bằng cơ sở dữ liệu, hay là cơ sở dữ liệu chúng ta nhúng tập binh nó vô, hoặc là các anh chị có những cái hình ảnh, có âm thanh, có video gì đó vân vân. Tới đây thì tôi nghĩ những cái loại công nghệ này là các anh chị đã biết, đã quay qua rồi. Chúng ta thoáng hơn trong cái thiết kế dữ liệu này á, thì là chúng ta không chỉ nghĩ đến cái cơ sở dữ liệu mà còn có thể lưu trữ bằng những cái loại công nghệ khác, là một ý. Một ý thứ hai á, là chúng ta phải có cái hình dung ra như thế này nè. Cái gốc mà lưu trữ á, thì đương nhiên là ngoại trừ ra một số cái bài toán đặc biệt, còn lại á, là có thể nói rằng là 90% là những cái ứng dụng của chúng ta là chúng ta sẽ sử dụng cái cơ sở dữ liệu, phải không ạ? Thì một cái đối tượng của nó đó sẽ được lưu thông qua những cái thông tin là những cái dòng ở trên cái bảng, những cái dòng ở trên những bảng cơ sở dữ liệu là gồm nhiều bảng gồm nhiều dòng mà, phải không ạ? Đó là thông tin của cái đối tượng dòng trên bảng. Tuy nhiên nó không thuần túy là như thế, nó chỉ là dòng không à, mà trên những cái cột của nó đó thì là những cái thuộc tính của những cái đối tượng. Thì những cái thuộc tính đó nó có thể rằng là một cái cột có cấu trúc để XML, hay là thuộc tính đó nó có thể là một cái đường dẫn nó trỏ cho đến một cái tập tin hình ảnh, là cũng là một cái thuộc tính của đối tượng, một tập tin âm thanh, một cái bài phát biểu, một tập tin là liên quan cho đến video, là nó nói lên là cái liên quan cho đến cái phần gọi là cái phim nó nói về cái đối tượng đó, các bạn. Chúng ta phải nhìn thoáng là nó là những cái thông tin của một cái đối tượng. À. Và cái thiết kế dữ liệu về yêu cầu về chất lượng. Rồi. Tới đây thì có lẽ là chúng ta phải rõ nét nhất cái phần này. Trước đây á, là tôi cũng có dạy những phần này, nhưng mà các chị có thể mơ mơ màng màng. Tôi không biết hy vọng qua cái phần này còn mơ mơ màng màng hay là không. À. Là chúng ta nó khác một cái người mà mới học cái môn công nghệ phần mềm, nhìn vô cái ý niệm gọi là thiết kế dữ liệu và yêu cầu về chất lượng này nó khác với một cái người mà đã học phân tích thiết kế phần mềm mà học tới cái môn này là môn thiết kế phần mềm nâng cao. Đó. Nó khác về cách suy nghĩ, nó khác về cái cách thực hiện. Đó. Nếu mà đúng chuẩn của nó, đúng không? Và tất nhiên nó khác xa hoàn toàn với một cái người học lập trình quản lý. Học lập trình quản lý. Ở đây tôi có cái đòi hỏi trong cái môn học này, thì ngoài cái việc là tôi ôn tập hệ thống hóa lại cái kiến thức cho các anh chị, đó là mức tối thiểu, phải không ạ? À, nhưng mà sau đó là chúng ta phải nạt tới cái chuyện là chúng ta phải tạo ra được những cái thiết kế dữ liệu có chất lượng. À, có chất lượng như thế nào gọi là có chất lượng, như thế nào gọi là có chất lượng, thì nó có tính đúng đắn, tính hiệu quả, tính tiến hóa, tính dễ bảo trì, tính dễ mang chuyển. Thì ý niệm về những cái này tôi không có ý định nhắc lại, tại nhắc lại quá sâu luôn rồi, nên nó dài hết từ đầu thì nó cũng không có cái ý nghĩa gì hết trơn, phải không ạ? Nó không đủ thời gian. Tôi chỉ muốn nói như thế này á, là cái chất lượng này nó nhắm vô hai cái loại đối tượng. Một là chất lượng này là theo nghĩa là làm tốt, mà làm tốt cho ai hưởng, phải không ạ? Làm tốt thì hoặc là cho người sử dụng hưởng, hoặc là cho người sử dụng hưởng, phải không ạ? Họ được hưởng cái gì? Họ được hưởng rằng là nó phải chạy đúng, tức là cái dữ liệu chúng ta là phải tổ chức đúng đắn. Cái chữ đúng đắn ở đây nó nói lên là những cái thông tin nào họ muốn lưu trữ thì buộc lòng mình phải lưu trữ. Đúng không ạ? Cái ngữ nghĩa của những thông tin đó thì nó phải thích hợp, chúng ta phải lưu trữ đúng, cái đó thì đương nhiên rồi. Cái hiệu quả là làm sao mà họ cái việc lưu trữ của chúng ta làm như thế nào đó để họ có thể là thực hiện cái chức năng liên quan nó nhanh, đúng không ạ? Cái tính tiến hóa thì là nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là trong tương lai là họ muốn thay đổi, cái này là một cái mà có lẽ rằng là nó hơi khó, nhưng mà khi mà ra thực tế đó là các anh chị sẽ thấy rằng là mình làm một phần mềm, đó là nói chung thì có phần dữ liệu, có phần xử lý, có phần giao diện gì đó, thì là chúng ta nếu mà chúng ta chỉ nghĩ đến cái dạng mì ăn liền là chúng ta làm ra cái phần mềm là họ xài được tốt vân vân là chưa đủ đâu. Chúng ta phải nghĩ đến cái tuổi thọ của phần mềm, chúng ta phải nghĩ đến cái thời gian sống của nó. Có những phần mềm là chạy rất là tốt nhưng mà khoảng vài ba tháng sau là nó chết, hoặc là nó thọ hơn được năm hay năm là nó chết. Lý do nó chết là sao? Là tại vì phần mềm á là hỗ trợ cho người sử dụng thực hiện những cái nghiệp vụ của họ, mà ở trong cái thực tế đó là những cái nghiệp vụ của họ đó nó thay đổi theo cái thời gian. Và nếu như phần mềm chúng ta không có cái sự chuẩn bị sẵn sàng để mà thay đổi theo thời gian đó đó thì là phần mềm chúng ta sẽ chết. À. Tất nhiên rằng là về mặt lý thuyết thì người ta thay đổi như thế nào thì là mình cứ thay đổi theo, đúng không ạ? Nhưng mà nhiều khi nó quá ư là cực khổ. Nó quá ư, nay người ta muốn cái này, mai người ta muốn cái kia. Chúng ta nhiều khi chúng ta phải có dự trù những cái trường hợp đó. Thì cái XML á, những cái cột á,
mà nó có cái cấu trúc là chuỗi SMEL là một trong những cái mà nó giúp cho chúng ta có thể đối phó với trường hợp đó, một trong những kỹ thuật thôi. Cái chữ X ở đây á, là cái chữ là nó ý nghĩa là mở rộng đó, đó. Expand đó, mở rộng ra đó, đó. Tại vì trong cái XML các anh chị thấy mình thêm vô một cái cột nó rất là dễ, thêm vô một cột cực dễ luôn nữa. Còn ở trong cái cơ sở dữ liệu chúng ta thêm vô một cái cột nó không có đơn giản chút nào đâu, nó không có đơn giản chút xíu nào hết trơn. Cái loại thứ hai, tôi nhắc lại, tôi nói kỹ phần này, còn qua phần xử lý, phần thể hiện này tôi lướt qua nhanh thôi. Cái loại thứ hai, cái chất lượng thứ hai, cái loại đối tượng thứ hai mà cái chất lượng chúng ta hướng đến đó chính là những cái lập trình viên, là những người lập trình. Họ thì họ không phải sử dụng phần mềm, mà nhiệm vụ của họ là phải tạo ra được phần mềm. Họ phải tự tạo ra cái phần mềm. Thì khi họ tạo ra phần mềm như thế là họ phải lập trình. Thì là cái công việc của họ là không phải là chỉ lập trình ra cái mới, mà công việc của họ phải là bảo trì, tức là sửa chữa cái phần mềm đó theo cái nghiệp vụ nó thay đổi, phải không ạ? Rồi họ có thể là bữa nay cái môi trường nó thay đổi rất là nhiều. Chúng ta viết một cái ứng dụng, ví dụ giả sử như đơn giản là quản lý nhân viên, chúng ta viết ở trên cái Windows Form, là ngày mai người ta muốn chuyển nó qua là làm việc ở trên web thì là sao, cái mang chuyển nó đi. Rồi đôi khi một số cái chức năng nào đó người ta muốn rằng là bây giờ người ta làm việc ở trên điện thoại di động thì nó như thế nào đó. Thì đó gọi là những cái yêu cầu về chất lượng của cái phần mềm đó. Rồi tôi nhắc lại như thế là cũng hơi nhiều rồi đó nha. Đó, cái phần này là tôi sẽ đi nhanh hơn. Cái thiết kế giao diện hướng đối tượng á thì nó tương tự thôi, nó tương tự thôi. Ở đây nó nói cho những cái dạng của chúng ta có thể chuyển đổi từ cái này qua cái kia. Thì ở trong này nó có khác là cái tính tiện dụng. Đấy, giao diện là phải cái tiện dụng. Và thực sự á, các anh chị mà nghiệm lại, các anh chị sẽ thấy rằng là các phần mềm mà hơn kém nhau ngày hôm nay á, các phần mềm mà hơn kém nhau ngày hôm nay á, chủ yếu là tính tiện dụng. Và đây là cái sự sáng tạo rất là lớn. Đây là sự sáng tạo rất là lớn. Mà tính tiện dụng này á, nếu mà nói gọi là chung chung á, nếu mà nói gọi là cái chung chung á thì nó mơ hồ. Tôi có thể chốt cho các anh chị một điều như thế này: tính tiện dụng quan trọng nhất là ở cái loại chức năng nào. Theo các anh chị suy nghĩ coi là tính tiện dụng này loại chức năng nào. Mình có rất là nhiều loại chức năng. Thế thì cái mà chức năng nào chúng ta cần chú trọng nhiều nhất cho đến tính tiện dụng? Chức năng nào? Thử suy nghĩ thôi coi. Rồi chút xíu nữa này, rồi hãy coi tiếp cái phim này nha. Tôi thì sẽ không có dừng lại lâu đâu, nhưng mà các anh chị nên dừng cái phim này để suy nghĩ coi. Thứ nhất là trong các loại chức năng, còn nhớ không biết loại chức năng là chúng ta có những loại chức năng nào, thì cái chức năng nào cần tính tiện dụng nhất? Và thứ hai là cần là theo cái nghĩa nào, cần theo nghĩa nào? Tôi tiếp tục nha, hy vọng các anh chị có câu trả lời. Những cái loại chức năng của chúng ta có đó là chúng ta có chia thành hai nhóm. Tôi nhắc lại nha, nói tới đâu tôi nhắc tới đó. Một cái nhóm gọi là nhóm tiếp nhận thông tin, tức là để đưa thông tin vào. Và nhóm thứ hai gọi là nhóm khai thác thông tin. Thì trong cái tiếp nhận thông tin đó là chúng ta sẽ có là thêm mới, chúng ta có cập nhật, chúng ta có xóa. Trong cái nhóm khai thác thông tin đó là chúng ta sẽ có tra cứu, chúng ta có thống kê, chúng ta có tính toán gì đó, các bạn. Thì trong số những trong giữa hai loại chức năng này thì là tùy vào ứng dụng, nhưng mà trong đa số trường hợp á là cái khai thác thông tin á là đối với người sử dụng quan trọng hơn, và họ được sử dụng một cách thường xuyên hơn. Mà trong cái khai thác thông tin đó thì cái mà chúng ta lại cần rất là nhiều luôn nữa đó chính là cái phần tra cứu. Đó, tôi sẽ đặt rất là nặng trong cái phần tra cứu. Thời đại ngày nay là thời đại thông tin, mà thời đại thông tin đó là giúp người ta khai thác thông tin. Đối với người sử dụng là khai thác thông tin, còn cái nhập liệu thì nó có rất là nhiều cái kiểu nhập liệu khác nhau, và tùy một số trường hợp đặc biệt thì cái nhập liệu nó mới là thực sự là quan trọng hơn, kể cả là cái tra cứu. Nhưng mà trong đa số trường hợp tra cứu sẽ là quan trọng hơn. Thôi được, cái đó là tôi đi nước qua phần này. Tôi dự định là tôi nói ít thôi, nhưng mà cuối cùng tôi nói nhiều quá, phải không ạ? Và cái cuối cùng là chúng ta thiết kế cái phần xử lý hướng đối tượng, là chúng ta thiết kế cái lớp đối tượng. Thì cái lớp đối tượng thì là chúng ta dựa trên cái hồ sơ phân tích là một, là trên cái sơ đồ luồng đối tượng á, và chúng ta dựa trên cái hồ sơ thiết kế dữ liệu và giao diện hướng đối tượng, hai cái hết.
và chúng ta mới chuyển xuống là cái phần là thiết kế, là chúng ta tạo ra những cái lớp, đúng không ạ? Thì cái này thì là các anh chị đã được học trực quan ở trong cái chương 1 và chương 2 đó. Thì trong cái chương này thì là tôi chủ yếu là tôi sẽ dựa trên cái phần lý thuyết, tôi là giúp cho các anh chị yên tâm ở trong cái phần lập trình rồi, đúng không ạ? Tôi ở đây là tôi minh họa là cái bài này là bài cũ, cái phim này thì là tôi nhắc là tôi dùng cái slide cũ ở trong cái chuyện đó, nhưng mà sẽ có chuyện mở rộng, phải không ạ? Tại vì các anh chị học cái góc này nó khác rồi. Cái phần mềm ứng dụng mà quản lý nhân viên một này là tôi đưa nhiều lắm rồi, tôi dạy xa xưa luôn rồi. Một số anh chị mà học tôi từ lập trình quản lý 1, lập trình quản lý 2 thì cũng có rồi, phải không ạ? Thì ra cái đề bài cũ, phim sau á là tôi minh họa, tôi sẽ giải cùng với các anh chị á, tôi sẽ cho một cái đề kiểu khác, đúng cái mức của là cái thiết kế phần mềm nâng cao, tôi nâng cái tính thực tế nó lên hơn cao hơn, nhưng mà thực sự ra thì cũng chưa phải là hoạt thực tế 100% được. Đó. Ở đây tôi cho để đủ những cái chức năng là nhập liệu rồi tra cứu rồi thống kê, đúng không ạ? Lúc sau này là người ta sẽ có cái chuyện là tra cứu người ta không nói đâu. Cái này là tôi đưa vô cho các anh chị thấy rõ vậy thôi, chứ còn thực ra không nói gì hết trơn. Đương nhiên là tra cứu là chức năng luôn luôn phải có trong mọi cái hệ thống. Luôn luôn phải có trong mọi cái hệ thống. Và tra cứu cái gì là mình sẽ quyết định để cho người ta tiện dụng. Còn báo cáo thống kê thì nó nhiều lắm. Trong những cái bài sau với lại cái chức năng này nó cũng dễ luôn nữa. Thì là tôi chỉ nói một câu ngắn gọn báo cáo thống kê thôi. Ở đây là nó có hai cái đối tượng chúng ta cần quản lý. Hai đối tượng là nhân viên với đơn xin nghỉ, nó có như thế này bình thường ha. Thế thì bây giờ là ở đây tôi sẽ minh họa cái hồ sơ thiết kế mà tôi chưa nói rõ lắm. Thực sự là tôi sẽ nói luôn. Đối với là các anh chị thì các anh chị đã biết rồi. Đầu tiên là cái thiết kế dữ liệu theo hướng đối tượng. Đây này rất là bình thường. Chúng ta ra một cái sơ đồ logic dữ liệu. Ở trong này thì tôi không có cải tiến, không có cái gì hết trơn ở trong này, đúng không ạ? Chỉ để nhắc lại thôi. Nhưng mà cái sơ đồ logic dữ liệu này á là chúng ta không đi trực tiếp đâu. Ở đâu ra cái sơ đồ này chúng ta không đi trực tiếp. Cái này á là nó xuất phát từ cái sơ đồ lớp. Nó xuất phát từ cái sơ đồ lớp là ý thứ nhất là các anh chị đã được học rồi. Cái thứ hai là ngó vào trong này á là chúng ta mới nhìn thấy những cái loại đối tượng của nó. Tôi nói một cách trực quan trước. Ở đây là đối tượng con người. Một cái loại đối tượng này là đối tượng của hệ thống thực tế. Chúng ta nâng tổng quát lên là bất kỳ cái nào nó cũng có một đối tượng hệ thống thực tế hết. Để chúng ta làm việc với bệnh viện thì có bệnh viện, làm việc với một cái trường học thì có trường học, chúng ta làm việc với một cái công ty thì có công ty, chúng ta làm việc với một cái cửa hàng có cái cửa hàng, chúng ta làm việc với cái kho thì có cái kho. Đó là nó liên quan đến đúng cái hệ thống thực tế của chúng ta. Và trong cái hệ thống thực tế này luôn luôn nó có con người, gần như hệ thống nào nó cũng có con người hết, đúng không ạ? Đây là con người. Và con người này thì là luôn luôn sẽ thuộc về một cái tổ chức nào đó. Chứ con người thôi khơi không, ít khi có lắm. Con người nó sẽ thuộc, nếu mà nhân viên thì nó sẽ thuộc đơn vị một cách nói chung, phải không ạ? Còn học sinh thì nó sẽ thuộc về lớp, lớp thuộc về khối, phải không ạ? Hoặc giả rằng là một cái bác sĩ thì sẽ thuộc về khoa, khoa mới thuộc về trong cái bệnh viện, phải không ạ? Hoặc là giáo viên thì nó thuộc bộ môn, phải không ạ? Giáo viên của trường thuộc bộ môn nào đó mới thuộc một cái khoa nào đó mới thuộc về một cái trường đại học nào đó. Đó, tức là ở đây là con người và là tổ chức. Chúng ta phải hình dung mà trên này nó xuất phát từ cái sơ đồ lớp, chúng ta ánh xạ ra những cái đối tượng của nó, phải không ạ? Rồi cái con người này nó mới có những cái hoạt động. Đối tượng này là đối tượng hệ thống thực tế này nha, đối tượng này là đối tượng con người, đối tượng này là đối tượng tổ chức, hiểu không ạ? Chúng ta phân biệt cái ngữ nghĩa nó này để chúng ta biết cái cách đối xử và chúng ta sẽ có tái sử dụng qua nhiều cái ứng dụng khác nhau. Con người sẽ có cái hoạt động, con người sẽ có những cái hoạt động. Có những hoạt động đơn xin nghỉ này là hoạt động của họ. Và qua bài sau chúng ta sẽ có rất là nhiều cái hoạt động khác nhau. Có những hoạt động mang chất cá nhân, có những hoạt động mang chất tập thể. Hoạt động mang chất cá nhân là ví dụ đơn xin nghỉ này họ xin nghỉ mình họ thôi. Còn hoạt động mang chất tập thể ví dụ như là họ đi công tác nhiều người, tập thể là nhiều người. Hoặc giả rằng là họ nếu mà chấm công đồ này nọ rồi đó, hoặc là học sinh mà học tập ra kết quả nó có bảng điểm gì đó. Nó gọi rằng là cái ý niệm nó gọi là cái hoạt động tập thể. Thì qua tới phần phân loại tôi sẽ nói với kỹ lại. Còn ở đây là tôi cho các chị giống như vừa minh họa trực quan, vừa nâng một cái tầm lên một chút xíu trong cái môn thiết kế phần mềm nâng cao này. Còn hai cái loại đối tượng này là đối tượng là danh mục thôi. Loại đối tượng này là loại đối tượng cơ sở. Thường thường là nó chỉ có những cái tham số để liên quan, nó phục vụ cho cái việc thống kê
là chủ yếu thôi, quy hoạch thống kê là chủ yếu đó. Cái đơn vị này nó không khác nha, đơn vị này thuộc là cái tổ chức nha, phân loại chức. Còn những cái trình độ, cái lý do này là những đối tượng này thường thường là dùng để phân loại ra thôi, để phân loại ra cho nó dễ, không ạ. À, thực ra chúng ta hai cái phần này chúng ta không có cũng được, không sao hết trơn luôn nữa, ăn không có cũng được, không có sao hết, để mà thay gì móc nối gì tùm lum tùm beng hết trơn luôn nữa đó. Thì lúc sau này nó có một cái kỹ thuật á, là chúng ta đem cái trình độ và cái lý do này là tất cả chúng ta nhúng vào trong cái công ty này hết, nhúng vào cái công ty này hết trơn luôn nữa cũng được luôn nữa. Và cái đối tượng công ty này luôn luôn chúng ta sẽ đọc ra, và chúng ta sẽ có danh sách trình độ, danh sách lý do trong chuyện này, nhúng nó vào, nhúng nó vào và trong cái công ty này cho nó gọn gàng lại. Cái bài này thì là ít, nhưng mà qua những cái bài sau thì có thể số lượng nó là nhiều lên á, thì cái chuyện nhúng vào các anh chị mới thấy nó có cái tác dụng của nó ở trong chuyện đó, phải không ạ? Rồi, đó là minh họa cho cái phần là cái hồ sơ thiết kế dữ liệu. Cái màn hình chính á, thì đây là nếu mà chúng ta học ở cái môn công nghệ phần mềm mà trước đó thì màn hình chính của chúng ta cũng bày ra những cái đối tượng, phải không ạ? Bày ra những cái đối tượng, rồi trong những cái đối tượng đó chúng ta có những cái chức năng, chức năng. Đây là màn hình chính kiểu cũ nha. Còn màn hình chính mà của chúng ta đó, theo cái giao diện hướng đối tượng của chúng ta đó, là ở trên này là chúng ta sẽ có một cái nó gọi là layout, nó lại là cái cách bố trí sắp xếp. Ở trên này là chúng ta sẽ bố trí sắp xếp những cái đối tượng của chúng ta, phải không ạ? Thì ở đây là có thể là chúng ta là cho thể hiện cái đối tượng lớn nhất là đối tượng của hệ thống thực tế. Ở đây là một cái tổ chức, đây là cái tổ chức. Nếu mà đây là trường á thì là trường khối lớp, nếu mà công ty thì công ty đơn vị. Ở đây là nếu là một cái trường đại học thì nó có thể là trường khoa bộ môn, phải không ạ? À? Vân vân. Hoặc giả rằng nếu mà đây là một cái khách sạn thì là nó sẽ có là cái ví dụ như là nhiều cái khu vực rồi những cái tầng của nó. Đó, đây là cái tổ chức, cái tổ chức. Ở bên trái này có thể nói là chúng ta sẽ đưa ra đây là một cái gọi là cái đối tượng mà được quản lý chính. Khi đó nó có thể là con người, hay là nó có thể rằng là những cái mặt hàng, cái sự vật, cái phòng ốc đồ này nọ vậy đó. Tôi nâng tổng quát nó lên, phải không ạ? Tôi dài lại nhưng mà vẫn nâng tổng quát nó lên. Và ở dưới này á, là thể hiện cho những hoạt động. Đó, tức là một, đây là một cái mẫu là tổ chức, đối tượng quản lý chính và đối tượng con người và là những hoạt động. Đó, con người và những hoạt động. Thì cái mẫu này các anh chị có thể áp dụng nó rất là nhiều, rất là nhiều. Và tôi nhắc lại nha, tổ chức, rồi là con người hoặc là sự vật gì đó, rồi những cái hoạt động liên quan. Nếu mà ở đây là trường thì là quản lý học sinh đó, chẳng hạn đó, thì là đây là trường khối lớp, ở đây là những cái học sinh, ở đây là những cái điểm danh, rồi những cái điểm số, kết quả học tập gì của nó, là những cái hoạt động của nó. Ở trong trường hợp này, người ta ngó vô trong cái màn hình chính này, người ta thấy ngay những cái đối tượng cùng với những cái hoạt động có liên quan. Đó. Nếu ở đây là một cái khách sạn thì có thể đây là khách sạn khu vực tầng, ở đây là những cái phòng, và ở đây là cái quá trình mà người ta, những cái người mà đang ở trong cái phòng đó, ví dụ chẳng hạn. Và trong cái phần này thì nó sẽ có ý niệm về những cái trạng thái, để chúng ta ngó vô bằng những màu sắc, chúng ta ngó vào là chúng ta sẽ biết ngay rằng là nhân viên này là, nếu mà bài này là liên quan đến bài quản lý về đơn xin nghỉ á, thì nhân viên này đã sử dụng hết phép năm chưa, ví dụ chẳng hạn. Đó, ngó lên cái màu là biết liền. Đó, một cái phòng ngó lên cái màu của nó biết là phòng này còn trống hay không, đó mà vân vân. Đó, rồi đó là minh họa cho thấy một cái loại của nó. Nhưng mà với màn hình chính này, cái đó chỉ là cái layout thôi. Sau đó là chúng ta sẽ phải có mô tả những cái nội dung, cái biến cố cũng như những cái thực đơn động ở trên này, đó mà. Nội dung thì là dễ, không có chuyện gì hết. Các anh chị có thể sử dụng những cái thể hiện danh sách đó, các anh chị có thể, chắc có lẽ là đến trong cái môn này thì các anh chị sử dụng hết là cái flow layout panel này, hoặc là panel ở trong trường hợp này đi, đừng dùng cái data list view này nữa, cái này dở lắm. Hoặc là chúng ta dùng list view, hoặc là chúng ta dùng tự tạo ra một thể hiện danh sách biểu tượng nào đó của chúng ta, rồi những cái biến cố cần phải xử lý, rồi những cái thực đơn động, ứng với mỗi thực đơn động đó chúng ta sẽ kích hoạt những cái màn hình mà trong cái phần phía trước tôi đã có nói các anh chị rồi. Chúng ta gom lại những cái màn hình này gọi là những màn hình đối tượng, phải không ạ? Màn hình đối tượng đó. Lưu ý về cái ý nghĩa của nó nha, là trong cái tạo ra cái ví dụ như đơn vị mới này là chúng ta tạo ra là màn hình đơn vị, còn cái lý do này chúng ta màn hình lý do này, hai cái này màn hình lý do với màn hình trình độ này á, như tôi nói các anh chị là tại vì đây là những cái danh mục mà anh chắc phân loại thôi.
thì là ở đây á, là chúng ta sẽ cho phép thêm xóa sửa trong này luôn, các bạn thậm chí xem danh sách thêm xóa sửa trong này luôn. Còn cái này màn hình đơn vị này á, chỉ riêng cho một đơn vị thôi đó. Cái cập nhật này á, thì là màn hình nhân viên, là cập nhật đúng cho nhân viên. Và cái cập nhật màn hình nhân viên này với cái nhân viên mới này, chúng ta cho thành một cái màn hình nhân viên mới này, là nhân viên mới của đơn vị này nha, nhân viên mới của đơn vị này nha, nhân viên mới của đơn vị này, chứ không phải là nhân viên mới một cách tổng quát nha. Đó. Lúc mà thêm mới thì nó có khác rồi nha. Anh chị nào mà học với lại tôi ở trong môn phân tích thiết kế phần mềm thì bằng này rất là rõ. Còn có thể là cái ứng với lại cái những anh chị mà trong cái khớp nối á, thì tôi sẽ giảng thêm trong cái phần online các bạn. Nhưng mà chúng ta sẽ phải mô tả thêm cái màn hình chính là nó gồm có những cái nội dung, có những cái biến cố và những sự đơn động như thế nào. Sự đơn động là một dạng biến cố đặc biệt thôi nha. Sự đơn động có đơn xin nghỉ rồi vân vân, thấy không ạ? Rồi ở đây thì tôi nhắc lại là cái thêm nhân viên mới á, mà của chúng ta là ứng với lại trong cái ngữ cảnh mà công nghệ phần mềm thì như thế này. Còn tổng quát trong cái hồ sơ nhân viên này á, là chúng ta vừa thêm cái nhân viên mà chúng ta vừa cho phép là cập nhật luôn nữa. Cho phép cập nhật luôn trong này, trong cái hồ sơ nhân viên này. Cái đoạn này thì không có chuyện gì hết trơn nha, nó dễ. Rồi minh họa cho các anh chị thấy là thiết kế những cái lớp đối tượng thì là như thế nào. Thì những cái phần này các anh chị đã được tạo ra rồi, đã là lập trình trực tiếp rồi. Còn cái cách mô tả lại này thì chúng ta sẽ mô tả như thế này, có những cái lớp nào. Còn ở đâu ra những cái phần này á, tôi cũng đã có nói rồi. Những cái hàm này nó xuất phát từ những cái hàm xử lý biến cố. Chúng ta cần cái gì á, chúng ta mới bổ sung những cái hàm này. Có điều là tôi chia ra những cái hàm này theo cái loại rằng là khởi tạo, theo cái loại là điều khiển. Ở trong đó khởi tạo thì có từ nguồn này, nguồn kia gì đó vân vân và vân vân hết. Thì cái phần đó là các anh chị đã biết trong cái phần lập trình rồi. Do đó là chúng ta chỉ cần có là phân tích kỹ, chúng ta thiết kế ra có biến cố, hàm xử lý biến cố, chúng ta xây dựng được thuật giải là chúng ta nối được nó có cái hàm nào, thì các anh chị đã yên tâm về cái phần lập trình. Tôi hy vọng là như thế nha, tại vì chúng ta đã làm trực tiếp qua rồi. Đã làm trực tiếp qua rồi, đó là ý định của tôi ở trong chương 1 và chương 2. Ý định của tôi vào trong chương 1, chương 2. Kêu nha. Rồi thôi, cái ví dụ này á, là tôi đưa trực tiếp là một cái bài cũ để nhằm ôn tập lại chút thôi. Qua cái mục kế tiếp là tôi với các anh chị sẽ cùng sửa. Tôi với các anh chị sẽ cùng sửa một cái ví dụ khác tương tự như ví dụ này mà tôi với các anh chị cùng làm, để tôi minh họa cho nó rõ nguyên cái phần thiết kế. Lý thuyết thì tôi không nói là nhiều nữa đâu. Đặc điểm của phần này lý thuyết nói lại, nói như nãy giờ là nhiều lắm rồi đó. Nhắc lại nhưng mà giải bài tập cho các anh chị, thấy không ạ? Và đồng thời nâng cao cái kiến thức lên. Cái phần này thì đơn giản thôi. Rồi ngoài ra chỉ là rèn luyện bài tập. Chúng ta chỉ có cái phần ôn tập ban đầu này. Chúng ta sẽ có cái phần liên quan cho đến là một cái ví dụ minh họa. Chúng ta sẽ có một cái phần là một cái hệ thống mà phân loại đối tượng. Chúng ta chỉ có nhiều đó thôi. Cùng với cái cách thiết kế liên quan, thấy không ạ? Còn cái chi tiết của nó trong cái phần giao diện, trong phần xử lý thì qua những cái phim online là tôi và các anh chị sẽ cùng làm việc nha. Rồi, thôi chúng ta tạm dừng ở đây.